Bếp từ SBM26, model được nhập khẩu từ Malaysia. Chiếc bếp từ thân thiện với mọi nhà bởi: thứ nhất, được trang bị công nghệ double inverter giúp tiết kiệm điện năng lên đến 40%. Thứ hai, an toàn, nhiệt chỉ được tạo ra khi có nồi nấu có đáy từ tích hợp hoặc chảo từ phù hợp. Thứ ba, dễ vệ sinh, bề mặt bếp từ được làm bằng kính cường lực canh gơ đen nguyên khối, tạo thành một bề mặt phẳng dễ dàng vệ sinh sau khi nấu nướng. Thứ tư, điều khiển chính xác, bếp từ có thể điều chỉnh nhiệt độ chính xác và nhanh chóng. Thứ năm, tích hợp tính năng thông minh, SBM26 tích hợp các tính năng thông minh như cảm biến nhiệt độ, hẹn giờ, tự động tắt và nhận diện nồi nấu. Điều này giúp tăng tính tiện dụng và hiệu quả trong việc nấu ăn. Cuối cùng, bếp không gây ô nhiễm không khí trong nhà, không tạo ra khí thải như bếp ga, giúp giữ cho không khí trong nhà sạch hơn. Để sở hữu chiếc bếp từ chất lượng, bạn hãy truy cập trang web bên dưới.